Một buổi sáng bình yên, tĩnh lặng, ai cũng dậy thật sớm để tìm một chút không khí của ngôi nhà thời thanh xuân. Tất nhiên, ai cũng có công việc riêng của mình. Để cho bạn này thì có trách nhiệm là rửa và là xếp vào ly, xếp vào trong cái giỏ. Và khi mà nó khô rồi á thì hai em cùng nhau lau dọn rồi bỏ lên trên tủ. Cảm ơn. Thấy thương quá. Cái hôm mà vào đây xin nhà thấy khá là bất ngờ. Thì chị không nghĩ là nhà này là dành cho mấy anh chị bị xâm điếp. Là trà hoa, hình như là trà hoa sói. Một lá bạc hà đi hái để bỏ vào đây. Chị sẽ đi hái cho em để vào đây. Hồi xưa bánh xà phòng này có giá là 11.000. Với giá 11.000 nếu người ta cũng không đòi hỏi một cái sự cầu kỳ quá lớn, cho nên bạn biết có thể dễ dàng làm được. Thì đây là một cái xà phòng muối. À, em ngửi coi, nó có mùi gì? Mùi muối ạ. Không, mùi bạc hà. Đấy, ghê không? Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái xà phòng mà nó đơn giản và nó rất là đẹp. Các. Mỗi em sẽ cho anh khoảng là 1 gram. 1 gram của cái này. Với công thức này em có thể cho lố 1 gram cũng được. Nó sẽ rất tốt cho da của em. 1.5 gram. Thôi cũng được rồi. Sẽ rất tốt cho da em. Quá tốt cho nhà luôn. Mình sẽ cho một chút glycerin. Em sẽ cho anh 10 giọt. Cái này 1, là gì ạ? 2 3 4. Glycerin nó sẽ khi em tắm nó sẽ còn nằm trên da, thì sẽ tạo độ ẩm cho da. Rồi các công đoạn nha, bây giờ mình sẽ cho anh là mỗi bạn làm 10 giọt tinh dầu ải hương. Đừng đừng một một khổ nhỉ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thế rồi chúng ta sẽ sấy hoa. Trong khi ba thành viên của P336 đang thích thú với công việc làm xà phòng, thì cô em út của nhóm đang cẩn mẫn với công việc mà có lẽ cô cho là thú vị. Chị còn khách không? Khách. Khách. Còn khách không? Em sẽ phụ mấy chị. Còn phụ. Dạ. Okay. Có lên. Chị tên là gì? Tên chị tên là gì? Dung. Chị. Em là Tuyền. Tuyền, em ở Sài Gòn. À, em ở Sài Gòn. Hôm
Em nhớ. Có, em vui. Cố lên. Sau đây là tới giai đoạn trọng khuôn. Chọn khuôn bánh xà phòng. Bây giờ chúng ta sẽ rắc nó lên bánh của mình. Em sẽ bỏ nó trước, sau đó em sẽ đổ, em shake cái này lên cho nó đều các loại nguyên liệu của mình. Tụi em có thể đổ đầy hoặc là gần đầy. Với lại thời gian nó thấp lại một chút á, tại vì nó nóng quá nó sẽ tạo bọt nhiều á. Xong, chúng ta đã xong một cái bánh xà phòng simple way đơn giản nhất. Xong rồi ạ? Đó, em đợi một chút, nó sẽ đông lại. Hồi qua anh nói là lúc mà anh ở Philippines, anh đang học xong rồi em bỏ mọi thứ để anh trở về đây á. Là lúc đó gia đình anh thế nào? Mọi người có đồng ý cái quyết định của anh không? À, lúc mà nhiều người hỏi anh là khi bạn làm dự án như thế này thì việc đầu tiên bạn làm gì? Thì việc đầu tiên là anh lock toàn bộ Facebook, gia đình, người nào mà nói là không làm được. Khi mình kể dự án đó thì có một cái anh kia ảnh quyết định là cho vay vốn không đồng 20 triệu đầu tiên để làm. Và dự án đầu tiên làm với người điếc, thật ra nó là cái duyên. Nhưng mà với anh thì dự án của người câm điếc đó là một cái dự án luôn luôn đồng hành với anh hết cuộc đời này. Và nếu anh còn thực lực, còn đủ năng lực, còn đủ sức khỏe thì anh sẽ làm dự án cho nhiều người yếu thế khác. Những chiếc xà phòng vừa đông đặc lại, nhưng câu chuyện có phải để kể về những món quà xinh xắn này, hay nó là sự đong đầy, gắn kết của những trái tim giống nhau về nhịp đập, nhưng lại khác nhau về sự cảm nhận cuộc đời, khác nhau về những ước mơ, khác nhau về cái gì gọi là khao khát cuộc sống. Dạ. Yo, cộng ly không? Dốc. Ước mơ của bạn là gì? Ngủ. Mơ. Thì anh thích làm bánh nè. Và được nhìn, giúp đỡ tất cả mọi người tới đây và học, cố gắng. Trong tương lai là thích. Mơ được. À, tiền á, tiền nhiều để mang về, để dành cho tương lai. Cố gắng lắm. Trang sẽ phụ cho ba mẹ trong tương lai. Trang lấy chồng xong, kết hôn xong, quay lại giúp câm điếc học xà bông. Đúng không? Học xà bông. Cảm ơn. Có nhiều người hỏi anh thời thanh xuân nghĩa là gì? Và bạn suy nghĩ về giới trẻ hiện nay, khi mình còn trẻ mình có thể làm những cái điều sai phạm, nhưng mà đối với anh tất cả đều là trải nghiệm. Và với anh, thời thanh xuân nghĩa là cống hiến, có nghĩa là khi mình còn trẻ mình cống hiến giúp cho những người yếu thế để trở lại với lại một cái đường đua của cuộc đời. Đối với anh gọi là thời thanh xuân, nên trong tương lai phải sống tốt nha. Dạ. Cảm ơn các em. Nghe chim hót không chỉ bằng tai, nói yêu thương đâu cần lời của miệng. Ở tại nơi hạnh phúc luôn hiển hiện, một nụ cười bừng sáng giữa gian truân, đôi mắt đủ nói lên những tâm tình, đôi tay nhỏ vẽ nên trời mơ ước. Ai cũng chỉ có một thời tuổi trẻ, nên đừng làm buồn tẻ thủa thanh xuân. Và bây giờ thì tim của Hạnh, tim tím nhị mơ và tim xanh bát canh đã làm xong hai cuốn sổ để gửi tặng quán. Và bây giờ cả hai đội sẽ tìm một góc nào đó thật là đẹp để đặt sổ xuống, lưu lại đây. Và hy vọng là đúng một năm sau, nếu mà có cơ hội thì cả nhóm sẽ cùng quay lại và xem trong này mọi người đã viết những cái gì, rồi mọi người sẽ nhớ lại khoảng thời gian này. Em cảm ơn vì những ngày qua các cả đệ gia đình đã giúp đỡ bọn em trong những ngày ghi hình vừa rồi. Thì để cảm ơn thì bọn em cũng không có gì nhiều, thì bọn em có những cái khăn cho mọi người quàng lên cho nó ấm. Và hãy sống như đóa hoa này, tỏa ngát thương thơm cho đời, sống với nỗi thay.
được hiến dâng cho cuộc đời. Mai sau dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Sau chuyến đi tại ngôi nhà của thời thanh xuân thì Hailey đã học ra được một bài học là thời thanh xuân là gì? Thời thanh xuân là gì? Thời thanh xuân đối với mình là để đi, để trải nghiệm với các người bạn của mình, để đi kiếm tìm một hạnh phúc, để sai, mắc nhiều sai lầm và càng nhiều sai lầm càng tốt. Và quan trọng nhất, thời thanh xuân là để cống hiến. Và điều bọn mình đang làm là cống hiến cho tất cả các quý vị khán giả. Yeah, yeah. Yo. Yo. Đẹp mà, trời ơi. Chị thấy Tuyền giống chị hơn là em ấy. Đúng. Em thấy chị giống ai ấy. Cái này cứ đây nhìn. Anna View. Chị Anna View. Hey, và mọi người hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là 17:20 vào thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và đến đây chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.